Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, huyện Tân Sơn đã ban hành chỉ thị, văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo ghi nhận, đa số người dân đã chấp hành nghiêm các quy định về cách ly. Người dân đã có ý thức đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ít nhất 2 mét và chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết. Các quán ăn, cà phê, spa đã đóng cửa theo quy định. Tại một số siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu vẫn mở cửa. Tuy nhiên, lượng khách hàng đã giảm rõ rệt so với trước. Huyện Tân Sơn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị cho cán bộ công nhân viên chức nghỉ làm, chỉ người có nhiệm vụ trực mới đến công sở làm việc.